sao? Cũng được chị. Cũng được mà sao nghe nhạt nhẽo vậy? Nếu nói là ghế đỏ đẹp hơn ghế xanh chị. Trời, thẳng thắn vậy luôn hả? Ồ, mà bạn em dưới nó nói là anh ghế đỏ này gu em phải không vậy? Trời, gu em ít nhất là có tóc chị. Cũng là tuổi chính luôn. Dạ. Anh rồi. Xin ông ấy. Em chỉ tháng 6. Dạ em cũng tháng 6. Ủa sẽ cùng ngay. Dạ. 6 ngày ngày mới. Ờ, 23. Em 23 luôn. Em 23 luôn. Hả? 23 tháng 6. 23 tháng 6 luôn. Năm 1990. Wow. Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Chị Tường, hôm nay tâm trạng như thế nào chị Tường? Rất là vui vẻ, rất vui là phấn vẻ, khởi. Phấn khởi. Hy vọng ngày hôm nay ông hai bà mối, hai chị em mình sẽ làm cái gì đó nó thật là thú vị và nó ấn tượng trong số này chứ chị hả? Cũng lâu rồi là chưa có cái số hai cặp cùng nhấn nha. Vậy ngày hôm nay chị có linh cảm gì không à? Hai cặp đập tay nào. Yeah. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay và hướng mắt về sân khấu chào đón hai bạn nam của chương trình. Wow. Và bây giờ xin mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái nào. Chàng trai ở ghế màu đỏ mời em giới thiệu trước nè, em tên là gì? Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến anh Đạt và chị Cát Tường và hai bạn gái bên kia. Em tên là Đỗ Phú Cảnh. Hiện đang sinh sống và làm việc ở bên quận 2. Em là nhân viên văn phòng. À, quê mình ở đâu có Cảnh? Em quê ở Ninh Bình. Mà mình xác định là mình sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là sau này mình sẽ về quê? Dạ vâng, em xác định lập nghiệp ở trong này. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Cảnh? Điểm mạnh của em thì làm cái gì thì phải làm bằng được cái đó. Với lại em biết nấu ăn. Nói chung là ra ngoài mà rời xa vòng tay của bố mẹ mà không biết nấu ăn là cũng mệt. Dạ, cái buổi sáng ấy, em hay ngủ nướng. Nhiều khi em hẹn giờ mà ngày nào em phải cũng phải hẹn giờ để dậy mà em mà không hẹn giờ là quên. À, mà vấn đề đồng hồ báo thức ren rồi có dậy liền không hay là ren rồi còn nằm rướn thêm? Ren nằm rướn thêm. Đấy, có khi nào trễ chưa? Dạ. Có trễ chưa? Có bị trễ. Thế thì buổi tối như thường em sẽ làm gì? Chung là buổi tối thì em còn chạy xe nữa. Ồ, chạy thêm. Chạy xe công nghệ hả? Vâng, em có xe 4 chỗ để em chạy thêm công nghệ nữa. Vậy là ăn ngoài đường. Đúng rồi, em ăn uống ở ngoài đường không à? Có bạn gái thì làm sao, là mình mất thu nhập. Có bạn gái mà đi thì chơi là không chạy được, là có bạn gái thì mình phải dành thời gian cho bạn gái thôi chị. À, là hôm nào không có bạn gái thì cứ chạy, hẹn bạn gái đi chơi thì đi chơi đúng không? Cũng nhân tiện có xe có đồ sẵn luôn ha. Dạ vâng. Rồi vậy dư đồng nào chưa? Vốn liếng thì nói chung là em cũng có mua nhà ở dưới Bình Dương rồi, còn Sài Gòn thì không mua được thôi. À, đã có nhà ở dưới Bình Dương thì cũng được. Có điều kiện quá vậy ta. Nhưng mà vậy là mình ở Sài Gòn. Nhưng mà mua nhà là ở Bình Dương tại lúc mình đầu tư thấy nó rẻ thì mình mua đúng không? Hay là mình mua để làm mục đích là như thế nào? Em mua lại nhà của em gái mà em gái bán đi nên mua nhà khác như vậy là em thấy là mình thấy nó giá được thì mình mua lại mua. Là giờ đang để trống hay là cho thuê? Em cho thuê. Đó là những thông tin của chàng trai ngồi ghế màu đỏ đúng không chị? Đúng rồi, bạn Cảnh. Cô gái ngồi ghế màu đỏ, giới thiệu về mình đi nè. Em tên Lê Thị Xuân Dào, năm nay 23 tuổi, đang đi học. Đang đi học. Học máy tính ở trung tâm. Quê em ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Hồi đó giờ em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Quận 8. Gia đình em có mấy người nè? 7 người. 7 người? Em là thứ mấy nè? Em út. Điểm mạnh em biết em là gì? Điểm mạnh của em chắc có lẽ em đẹp á. Chắc có lẽ em đẹp á. Phải tự tin như vậy. Phải tự tin như vậy đó cô bé à. Còn điểm yếu của mình là giàu. Giàu. À, tên giàu à? Dạ, giàu. Mong chờ thôi. Mong chờ. Điểm mạnh ngoài đẹp ra thì chắc cũng là... Ngoài đẹp ra. Nhấn lại cái đó nữa hả? Ngoài đẹp ra thì còn gì nữa nè. Chắc dáng em cao.
Cao bao nhiêu à? 1m60 anh. Chắc 1m60 không? Chắc 1m60 anh. Đáng ra là 1m65, nó rút còn 1m60. Sao có kèo rút vậy? Rút là sao anh chưa hiểu? Là năm lớp 9 em đo thì nó 1m65, thời gian gần đây nó đo còn 1m60. Em có bị phồng lưng hay là có bị... À, nó rút thôi anh. Người ta rút ở bộ phận nào? Ờ, năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ 23 chị. 23 tuổi mà rút, cái tuổi đó là cái tuổi xương ta đang phát triển bà ơi bà. Trời ơi, còn rút là ngày xưa thiếu canxi, không có sữa uống á. Rồi sao? Mấy ông bà lão 70-80 người ta mới còm cái lưng người ta xuống. Mới 23 tuổi mà nó rút, mà rút tới 5 phân lận. Trời ơi trời, gặp thứ dữ rồi hai ông ơi. Do em bị rút lại hay là cái cây thước nhà em bị rút lại? Chứ em nghĩ là cây thước nó rút lại. Cây thước nó rút lại đúng không em ơi? Ừ. Mình đừng có nghĩ mình mới có 23 tuổi mình rút ở bộ phận nào bây giờ. Đó là những điểm mạnh là mình đẹp nè, mình cao nè. Tính ra nó rút là điểm yếu đó chứ. Bây giờ điểm yếu nè. Điểm yếu của em chắc cũng vì em đẹp hơn. Chắc cũng vì em đẹp hơn. Bởi em đẹp quá không ai dám to. Ồ, có nó yếu mạnh dữ ha. Đây yếu lắm chứ, tới giờ đọc hơn. Thời gian rảnh rỗi em làm gì? Thời gian rảnh rỗi em ghép hình. Em ghép hình hai người nam. Ghép hình hai người nam. Họ làm gì ạ? Hôn nhau ạ. Ôi sao em thích ghép vậy ạ? Ủa sao em không ghép vì... không có ghép một nam một nữ hôn nhau mà ghép hai người nam hôn nhau? Bởi vì trong cộng đồng của em được gọi là hữu nữ á chị. Là sao anh chưa hiểu cái từ đó? Thích nhìn nam ôm nhau, thích nhìn nam hôn nhau. Ô, cô bé này thú vị quá vậy ta. Coi chừng một hồi mở cửa trái tim ra là bắt hai ông nội này hôn nhau luôn á. Nên là cẩn thận đi nha. Cảm ơn em rất nhiều, đó là những thông tin từ từ anh sẽ hỏi em nhiều hơn ha. Và trước khi tiếp tục với người kế tiếp thì cho chị hỏi cảm xúc của hai bạn trai một chút. Chị thấy có cái vẻ gì nó hơi hỗn loạn bên này về cái tinh thần á. Bây giờ có nghe hữu nữ chơi bạn trai cái đó? Chưa. Hồi đó giờ tôi chỉ biết hữu cốt. Hữu nữ là cái gì? Hồi đó giờ em có nghe hữu nữ chưa bạn trai cái xanh? Em chưa nghe luôn. À nãy giờ em nghe bạn gái ở ngồi cái đỏ bên kia chia sẻ thì cảm xúc của em như thế nào? Hơi ghê tính. Hơi thấy cá, hơi cá tính. Tính đúng không? Mà thích hay là không thích? Này còn tùy gặp nữa. À mà nãy giờ có chút thấy thú vị hay thấy sợ hãi? Dạ cũng có. Có cái nào? Em cũng sợ hãi. Sợ hãi hả? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với thông tin của bạn trai ngồi ở ghế màu xanh. Đầu tiên xin chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Uh-huh. Cùng hai bạn nữ bên kia về khán giả. Em tên là Lưu Thành Nam. Em sinh năm 1990. Hiện đang sống và làm việc ở Khánh Hòa. Nghề nghiệp của em là kế toán về bên bất động sản. À là bây giờ vô đây ghi hình thôi. Mình đi về lại tối về. Tối về nay về rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì Nam? Điểm mạnh của em là biết ca hát, nấu ăn, cái năng khiếu buôn bán, chăm lo cho gia đình, rồi nuôi chiều bạn gái. Giỏi vậy á. Điểm yếu của em là hay vô ăn thức khuya về, cũng thỉnh thoảng uống nhậu. Có một cái hơi trắc trở là không biết ở đây có ai thích yêu xa không nha. Về ở rễ được. Ở rễ được. Được. Ở rễ được. Nếu ở rễ mà không phải ở ngoài Khánh Hòa, nếu ở trong Sài Gòn sao? Thì mình chuyển công nghệ Sài Gòn, Sài Gòn bắt sẽ được mà chị. À ok ok, đồng ý. Thành phố Hồ Chí Minh tới Khánh Hòa là nhiêu cây à? Dạ 500 anh. Em có đi Nha Trang tắm biển không ạ? Dạ em chưa ra lần đó lần nào. Chưa, hồi đó giờ những chuyến đi chơi xa nhất của em là ở đâu? Đà Nẵng, tại vì em ngoài Bắc em ra Hà Nội rồi. Ví dụ Đà Lạt nè, Mũi Né rồi Vũng Tàu mới gần gần đây. Thôi bây giờ giới thiệu về mình đi nè. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt, và em xin chào hai bạn trai bên kia. Em tên là Lê Thị Hợp, sinh 1990. Em sao vậy, cái tắt lưỡi rồi. Em gốc em ở Hải Dương. Em vô Bình Dương được 15 năm rồi. Bây giờ em ở Bình Dương, em vô với ai? Trước em vô có người quen, với cả trong Bình Dương em có chồng họ cũng đông. Công việc hiện tại em là gì? Em làm bên tóc và bún xăm ạ. Tại bây giờ là em có tiệm riêng hay là còn đang làm? Em tiệm riêng được chục năm. Bà chủ mà sao còn rung vậy ta? Thế mạnh và điểm yếu em là gì? Em rất hoạt bát nè. Nhiều lúc mình đã nói cũng nhiều, siêng năng và chăm chỉ. Rồi điểm yếu là gì nè? Nhiều lúc nó hay bị rung á. Tại vì em chưa lên chương trình, mới cả chưa, em nó lẹ lắm. Vui vẻ nha. Vâng. Ví dụ em đang xăm chân mày của người ta mà em rung ngồi bút đưa lên luôn sao? Dạ không, không có. Cái đó không có là chuyện đó đâu ha. Đây nè, cô bé này đẹp sẵn nè, bây giờ làm cái gì đẹp nè? Dạ theo em mà bạn cũng đẹp sẵn nên nhiều đẹp khi sẵn. Bạn làm gì cũng đẹp. Ôi trời ơi, giờ khách vô ai em cũng nói đẹp sẵn rồi, lấy gì em có sao khách. Sao mà có khách? Dạ không, cái lúc đó mình lại khác, mình hỏi ý kiến khách hàng. Em có sợ yêu xa không? Bây giờ em là Bình Dương. Bây giờ bên đây thì hai anh, một anh thì Sài Gòn, một anh thì Nha Trang.
Em rất ngã, em rất ngã. Tại vì em trải quá rồi. Cách đây chắc mấy năm trước. Em ở Bình Dương rồi, anh đó ở đâu? Anh cũng người Bắc luôn. Nhưng mà anh vô công tác, anh đi công trình xiết á. Có nghĩa là anh đó ở ngoài Bắc, rồi anh vô trong này mới quen em. Không, cái công việc của anh, dạ đúng rồi. Rồi quen nhau được bao lâu? Dạ một năm. Hồi nãy khi mà nói về vấn đề yêu xa, sao em lại xúc động? Tại vì em run quá anh. Em mỗi lần em run là cái giọng nói em nó thay đổi, giống nói chuyện giống đang khóc. Cái đó là do rung chứ không phải là do xúc động về cái mối tình kia. Chị hết hồn, tưởng đâu là ai đã làm gì tổn thương em mà khi vừa nhắc tới chuyện tình yêu cái mẹ em nói về tình yêu là em lý trí đó. Hồi đó bây giờ bao nhiêu cuộc tình rồi? Dạ em trải qua ba. Dạ, cuộc tình đầu tiên là hai người yêu xa. Cái mà bắt với cái đầu miền Trung. Ba cái mối tình đó, mối tình nào là sâu nặng nhất? Dạ theo em nghĩ á, là thực chất là em bình nghiêng về bên công việc mới kiếm tiền hơn. Em nghiêng về anh nói trong tình yêu em luôn. Dạ lý trí hơn trong tình yêu á, nên em không có bị gục ngã hay là không có bị nhu nhược. Không phải gọi lụy tình á, em không thuộc dạng lụy. Dạ em không phải thuộc dạng lụy tình. Dạ em là xác định là thực chất là em cũng cá tính mạnh mẽ lắm á. Dạ. Thấy không được là thôi. Dạ bây giờ tới chương trình này em sẽ mong tìm người yêu thế nào? Em thích người chín chắn, là chững chạc, công việc ổn định, mấy cả một người biết lo cho gia đình. Nhưng mà giờ cũng xa nữa thì giờ tính làm sao? Cam ghế xanh là Khánh Hòa, còn anh bạn em cũng ở Khánh Hòa. Vòng vòng 3-4 tỉnh trong này là thì tôi nó gần với chứ xa là em cũng ngán. Nói chung là cũng mọi thứ tùy duyên ha. Gặp nhau trao đổi nữa coi sao. Rồi vậy giờ quay qua bạn nam ghế xanh nè, tình trường em sao? Tình trường em là để trẻ hơn mối tình. Về điểm chung của hai mối tình là người ta bỏ em chứ em không bao giờ bỏ người ta. Vậy mình có rút ra cái do tại sao hai mối tình ta bỏ em không? Người ta có người khác mong muốn em á, thường em thích các nữ làm về làm đẹp đồ á, làm móng tay móng chân làm nail á, rất là thích. Như bên làm đó kìa, vậy bên đó nè. Có nghĩa là sau này lấy vợ về em vẫn cho vợ em kinh doanh, vẫn cho vợ em làm. Em mở tiệm, mở tiệm đồ làm. Chi nhánh 2 ví dụ như vậy, tiệm có chi nhánh mở chi nhánh 2. Rồi ok. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn gái là người vợ tương lai là người như thế nào nè? Hiền dễ thương rồi biết lo chung thủy với chồng thì được rồi. Ở mình đang sống ở chỗ nào? Ngoài đó là mình có nhà sống chung gia đình hay là sống riêng hay là thì, sao? Thì cái nhà riêng. Chà, có nhà riêng mà sao nãy đòi nói đi ở rể rồi ở rể rồi đi bán nhà đi theo vợ hả? Thì nếu mà ở vợ thì chắc đã cho thuê. Rồi bây giờ quay lại với cảnh đúng không? Dạ vâng. Tình trường cảnh sao cảnh? Em cũng trải qua một mối tình rồi. Thì bọn em yêu nhau cũng được một năm. Nói chung là hai người không có cùng một suy nghĩ. Bạn ấy quyết định là ra ngoài Bắc lập nghiệp ở ngoài đó, còn em thì xác định ở trong này. Mẫu người bạn gái của tưởng. Em mong muốn là như thế nào? Nói chung là nhìn mà thích hợp với nhau là được rồi. Cô bé xinh đẹp của tôi, chuyện tình yêu em như thế nào? Em ế bằng thật là anh, người ta chỉ nhìn người ta không dám tới. Ai đã từng dám nhìn em? Bạn học em ở lớp 9. Dạ sao em biết bạn đó nhìn em? Tại nó ngồi kế thôi. Có tấn công em cá tính em đẹp em phải cua người ta chứ. Không, mình đẹp mình phải giá chứ chị. Không, mình đẹp mình phải giá chứ chị. Trong đầu em suy nghĩ cái tương lai của mình là khoảng bao nhiêu tuổi thì em sẽ lúc đó em phải lo lắng và em phải lấy chồng. Khoảng chắc 27-28. Thì bây giờ trong hai phải có một là làm sao bớt đẹp lại để cho trai nó nhìn. Còn hai là bây giờ mình phải tấn công mình cua trai. Mình chọn hai, nếu hai cái đó em chọn cái nào? Chắc em chọn cho trai cua. Cho trai cua vậy mình phải bớt đẹp lại. Dạ. Vậy làm sao để bớt đẹp? Chắc là bớt trang điểm lại. Vậy là em đẹp là tại vì trang điểm? Không, em đẹp là tự nhiên. Ngày hôm nay em có trang điểm không? Không phải tự nhiên mà mình đẹp cho nên mình phải trang điểm. Ôi con bé này rối não thiệt đó ta. Bây giờ mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? 1m7 trở lên. Là sao em mắt mấy? Phải cao. Sao? Phải cao hơn em. 1m67 chàng trai ghế xanh. Còn cảnh là 1m mấy? Em 1m68. 1m60 ổn. Da trắng với là đẹp. Da trắng. Tại sao em lại mong mỗi người đàn ông da trắng? Vậy sinh con ra cho nó da trắng. Nếu có thể thì cơ bụng 6 múi cũng được. Nếu có thể thì cơ bụng 6 múi cũng được. Nếu mà không có thể thì sao ạ? Đừng bụng bia. Còn gì nữa không ạ? Đừng gia trưởng. Anh hy vọng là ngày hôm nay em sẽ mở trái tim ra để mà
cảm nhận một cái tình cảm, cái gì đó để mình bắt đầu yêu, để có gia đình, là vừa mình bớt đẹp lại. Rồi, mình bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thăm hỏi ý kiến của người thân. Hôm nay thấy có hai chàng trai trẻ ngồi bên dưới nha. Rồi, ngồi đối diện với chị Tường trước đi, mời em cầm micro lên. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Đạt. Ừ. Em là người thân của anh Nam. Thì theo em, linh cảm của em là hôm nay là có chọn được ai trong hai cô bên đó với anh mình không? Dạ, chị bên này. Chị ghế xanh, ghế đỏ. Xanh đúng không? Ghế xanh. Ủa, tương ứng ở chỗ nào vậy? Một người phụ nữ mà làm tóc tai, làm đẹp rồi. Dạ, đúng rồi. Không phải là chuyên gia trình nhờ bạn em nói mẹ em để trong đầu em từ trước rồi. À, là thích cái người mà làm về làm đẹp là thích lâu rồi. Dạ, em là Hậu, em xin chào chị Tường, anh Đạt. Em là bạn thân của Giàu. À, bạn thân của Giàu. Giàu là một người sống tình cảm. Ừ. Nhưng mà có tính hơi trẻ con, nên em nghĩ một chàng trai điềm tĩnh hơn sẽ phù hợp với Giàu em. Và cái gu của Giàu em cũng biết, đó là anh ngồi ghế đỏ. Cố lên cao, em, cao, đánh đầu cao lên em. Trắng trắng. Ừ. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Và bây giờ mở cửa trái tim. Rồi, không có gì à, căng thẳng, cười lên em, cười lên. Cảm ơn về tặng hai quà ha. Ừ. Wow. Wow, quá trời qua luôn. Có rung nữa không à? Dạ, hơi rung. Bình thường thôi. Mình cảm ơn. Rồi. Cho tôi coi cái quà của bạn nữ là cái gì vậy? Em khui ra chị coi coi. Này đặc sản phải không? Rồi, khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì không biết là cái cảm nhận đầu tiên của các bạn là như thế nào? Hai bạn gái đều xinh đẹp. Mình thấy có rung động xao xuyến gì trong người chưa? Thì cũng xao xuyến. Đẹp quá mà có dám tới không, hay là đẹp quá không tới nhìn? Tới đây là phải tới. À, tới đây phải tới. Rồi còn cảnh sao cảnh? Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Cảm xúc của em thì hai bạn gái đều đẹp. À. Em không thấy phụ nữ xấu, chỉ thấy phụ nữ là không biết làm đẹp thôi. Ừ. Dạ. Mà hôm nay phụ nữ vừa đẹp và vừa biết làm đẹp nữa đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Giàu. Nãy chị nói rồi, một là mình xấu đi, hai mình phải tấn công. Giờ cảm xúc của em như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra? Em nghĩ em còn rất có giá. Em nghĩ em còn rất có giá. Trời ơi. Rồi nhận xét về hai anh chàng ngày hôm nay sao? Cũng được chị. Cũng được, mà sao nghe nhạt nhẽo vậy? Nếu nói là ghế đỏ đẹp hơn ghế xanh chị. Trời, thẳng thắn vậy luôn hả? Ồ. Mà bạn em dưới nó nói là anh ghế đỏ này gu em phải không vậy? Trời, gu em ít nhất là có tóc chị. À, trời ơi. Con bé em thích sát muối quá. Thông cảm, em nó còn nhỏ nha không? À, em nó còn nhỏ. Rồi, được, cá tính. Thẳng quá. Rồi. À, rồi tới phía em. Dạ, tại vì cũng ngang bằng tuổi em nên thấy hai bạn cũng chín chắn. Trưởng thành mà ai có, em thấy ai cũng ổn định. Rồi, bây giờ để cho các bạn bớt căng thẳng và để chúng ta giảm stress, chúng ta thư giãn, để chúng ta lắng động, để kiểm tra cảm xúc của mình trước khi đưa ra quyết định. À, hai bạn nữ, có bạn nào xung phong gửi tặng một tiết mục gì đó cho chương trình cho nó vui không nào? Tuổi trẻ năng động. Hát à? Làm cảnh chị. Làm cảnh là làm sao? À... là giúp vui, là nãy giờ lên đây ngồi làm cảnh đó hả? Làm nhé. Làm nhé, làm cảnh. Em một chàng bỏ tay cho tiết mục làm cảnh của bạn Giàu. Tiết mục làm cảnh 30 giây bắt đầu. Em đúng thật là một bông hoa rất lạ Giàu à. Làm cảnh khác đi nè. Một cái cảnh nữa nè. Trời ơi, con bé thiệt tình. Rồi, đó hai chàng trai. Cảnh. Đây làm cảnh, bên kia làm tin là kỳ lắm đó nha. Em không có tiết mục gì. Kỳ vậy? Nam. Rồi, em có tiết mục. Có tiết mục. Rồi, chúc mừng bạn Nam, vỗ tay. Lòng anh chót yêu em lâu rồi mà chưa đáp nói câu yêu người. Cuộc đời cho ta quá nhiều ngày vui, còn chưa nói những lời đầu môi, phải không em? Wow. Rồi bây giờ mình sẽ
cùng bàn luận một chút xíu về cái vấn đề yêu xa, thử coi cái ý kiến của các bạn như thế nào. Mình có thể hỏi han và trò chuyện cũng như công việc. Còn nếu như mình làm bạn với nhau đi thì mình sẽ gặp nhau như thế nào để mình có thể tìm hiểu nhau. Anh ghé xanh cho em hỏi xíu ạ. Anh ở Khánh Hòa là huyện nào? Ninh Hòa. Tại vì em có chơi để có gì tối em nói chuyện với bạn xem mà cùng huyện với anh không hay là cùng khu anh. Nhờ điều tra giùm hả? Dạ đúng rồi đó. À. Rồi vậy. Lý lịch tốt. Lý lịch tốt hả? Lý lịch tốt. Nếu bây giờ quen nhau thì anh một tháng anh vô trong này thăm ta mấy lần? Ít nhất 2 lần. Rồi sau này anh xác định là sau này anh sẽ sống ở đâu? Tiến tới các tình cảm với nhau á, thuộc về bạn nữ nữa. Nể mình nói mình có thể ở rể được, mình thấy vô đó lập nghiệp được. Đúng rồi. Dạ, em trong này lập nghiệp. Nên là em muốn sau này là sống ở Bình Dương hoặc là thích sống là ấy hơn là sống ở khu về Bắc hoặc là miền Trung, tại em sống quen trong này rồi. Bình Dương là nơi một mảnh đất màu mỡ làm người. Nên vì thế ba mẹ em bảo là em về Bắc sống, em sống một mình ở đây em cũng sống. Tiến tới. Nhà anh gần biển đúng không anh? Sao ạ? Nhà anh có gần biển không ạ? Nhà là biển á em, dốc lết á. Vậy thì đẹp đó, tại em thích biển mà. Hai anh muốn hỏi gì? Rồi tới vào hỏi đi, ưu tiên vào nữa nè. Cho em hỏi anh với đội nhà anh mấy người ạ? Nhà anh có 3 anh em. Anh là con út. Anh có gia trưởng không anh? Không, anh không gia trưởng. Nhưng mà anh muốn hỏi em một câu là nếu như em đi học như vậy thì 4-5 năm nữa em mới lập gia đình. Anh thì anh không muốn chờ lâu như thế. Tại vì tuổi của anh bây giờ cũng là 30-31 rồi. Anh muốn là nếu như mà hai đứa mà quen nhau ấy thì tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm nếu như mà hợp nhau rồi em có thể về với anh không? Nếu hợp anh. Nhưng mà còn công việc học của em thì sao? Chẳng nhẽ em lại bỏ công việc học để về với anh? Không, học vẫn học được mà anh, tại vì nó học thứ bảy chủ nhật. À vậy đi. Ok. Em nói gì? Học thì vẫn học được, học thứ bảy chủ nhật, còn lấy chồng, còn học thì vẫn học. Thế bây giờ theo như ý em là mấy mốt em lấy vợ về rồi em có cho vợ em đi làm không? Không, vẫn đi làm bình thường. Thì đi học bình thường. Bây giờ em thích một người phụ nữ là nói chung là phải biết tự lập và tài chính. Đấy. Biết đâu được trong cuộc sống mà. Nhiều khi đâu biết được là sống ngay chết mai đâu. Phải vợ mình phải biết tự chủ chứ. Đấy là cái vấn đề, đấy là rõ ràng em thích người phụ nữ mà tự lập về tài chính. Nhiều khi ốm đau bệnh hoạn đâu có nói trước được cái điều gì. Hoặc là nhiều khi cái công việc của mình thì mùa dịch một cái công việc của chồng làm không được mà công việc của vợ nó lên ngôi, thí dụ vậy. Thì người vợ cũng có thể quán xuyến được cái kinh tế trong gia đình. Kinh tế trong gia đình nó là như vậy, cho nên là bình thường. Cho anh hỏi là em ở Bình Dương em ở chỗ nào? Em ở Di An, Bình Dương. Gần. Anh ở chỗ nào ạ? Anh ở bên Thủ Đức, bên đằng phía đằng Thảo Điền ý. Thần tin lên, dạ, mạnh dạng lên. Mình muốn hỏi bạn xanh là ví dụ công việc của bạn làm chủ tiệm làm móng và xăm chân mày. Em làm tóc không làm móng, chỉ làm bên tóc uống dưới nhuộm á, phun dạ, phun mày môi dạ. Thì thứ bảy chủ nhật còn mình vô thì không, thường là cuối tuần là em hơi bận tại vì mình làm mấy thì thoải mái. Nhưng thì... tại vì mình làm chủ thì mình thoải mái thời gian thường cuối tuần thì em đa số em bận. Trên mạng sẽ hỏi trước. Anh đang lo là thí dụ cuối tuần anh vô đây chơi thì em có thời gian. Em không phải là em nghỉ cuối tuần đâu, tại vì làm ca em nghĩ là nghỉ bất kỳ trong ngày nghỉ bất kỳ 2 ngày. Thì bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn nam, mỗi bạn sẽ lần lượt qua được phép nắm tay, xin phép bạn nữ nắm tay 30 giây, nhìn thẳng vào mỗi bạn, muốn nói gì hay không là quyền của mình. Hiểu rồi ha. Trời đi hiên ngang dữ vậy. Mình cũng nhìn nhau tôi thấy ông nhìn có nghiêng có ngửa không à, cũng chân thành chứ không phải là nói gì. Mình mong muốn là tiếp một cơ hội nào đó cho nhau một cơ hội nữa làm quen, nếu như tiến xe được thì tiến tới hôn nhân con rồi làm mẹ. Dạ sao ta xin ta cho nắm tay mà không chịu nắm, trời nắm rồi mới nói cho nó thì cũng hơi rung cũng là của chính mình. Dạ anh xin không ấy, em chỉ 26. Dạ em cũng tháng 6. Ủa sẽ cùng ngay. Dạ 6 ngày mới. 23. Em 23 luôn. Hả? 23 tháng 6. 23 tháng 6 luôn. Năm 1990. Wow. Có gì hả? Ủa kỳ vậy, kỳ vậy. Hả? Hai đứa cùng ngày cùng tháng luôn. Năm. Wow. Không biết, đó là một cái gì đó ha. Chụp tấm hình kỷ niệm hai bạn tham gia chương trình sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nè. Nắm tay nhau cái coi chụp tấm hình nè. Rồi, tiếp tục. Chị làm quen đi. Dạ. Thì anh lấy xe đó nhưng mà cũng giao lô về thằng em bỏ hoa.
có gì mà xinh đẹp về lấy riêng là anh yêu cũng được. Ok, xin lỗi anh nãy nói gì anh vậy ta. Rồi tới Cảnh đi. Cảnh, anh có thể nắm tay em? Dạ. Nói chung là lên chương trình này là mình có duyên rồi, còn quan trọng là cảm xúc theo trái tim thôi. Còn nếu em chọn ai thì em bấm người đó. Em có suy nghĩ gì về anh không? Dạ, em thấy anh bằng tuổi như là 98 cũng chững chạc, dạ, cũng tự lập. Anh không bằng tuổi em đâu. Là sinh năm gì? 91 ạ? Sinh năm 91, anh ý thân em 1 tuổi. Nói về suy nghĩ và ấy chắc em nghĩ em dài dặn. Em dài dặn hơn ấy, dạ. Em đã sẵn sàng về độ của anh chưa? Có lẽ khoảng chắc 4-5 năm rồi. 4-5 năm á? Ừ. Phải tính 4-5 năm thì chắc anh không muốn mút được. Dạ. Anh chỉ trong vòng 1-2 năm thôi. Tại vì bố mẹ anh cũng hối rồi. Nên anh cần một người bên cạnh để quản lý tài chính cho mình. Anh đến chương trình này cũng là một điều nghiêm túc. Nếu như em đã nói 4-5 năm rồi thì anh cũng nói thẳng anh sẽ không muốn. Anh là một người thẳng tính. Và bây giờ xin mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Không thích ai có quyền không bấm ai hết. Và thích ai có quyền bấm người đó chứ không ngần ngại gì cả. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. Năm, anh đến chương trình này cũng là một điều nghiêm túc. Nếu như em đã nói 4-5 năm rồi thì anh cũng nói thẳng anh sẽ không bấm. 4. Mà tuổi 90 à? Dạ. Anh sinh tháng mấy? Em sinh tháng 6. Dạ em cũng tháng 6. Tuổi sinh tháng sẽ cùng nha. Dạ. 6 ngày mới. Ờ, 23. Em 23 luôn. 3. Hai bạn trai đều bấm, nhưng mà hai bạn gái thì không bấm. Hôm nay là hai chàng trai của chương trình đều bấm chọn em. Thì không biết là cảm xúc của em hiện tại như thế nào và tại sao em không có một cái sự lựa chọn nào trong chương trình ngày hôm nay? Tại em chưa thực sự cảm nhận được là con tim mình rung động. Thì thay mặt cho chương trình, Tường xin chúc cho các bạn sẽ luôn được nhiều sức khỏe. Các bạn đều là những người xa xứ làm việc độc lập. Thì chúc cho các bạn sẽ có nhiều thành công trong cái việc phát triển sự nghiệp của mình và sẽ sớm tìm được ý trung nhân. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chương trình ngày hôm nay là vui. Nên hai bạn hãy làm thỏa mãn nắm tay nhau cho đi. Bé Giàu đi nè. Nào, hai bạn nắm tay nhau. Nắm tay nhau nắm tay nhau đi một vòng cho bé Giàu. Giàu ơi. Giàu. Giàu ơi. Vui chưa? Vui chưa? Vui quá. Bây giờ thì các Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt xúc heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và đặc biệt là sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn nha. Yeah. Và các bạn ơi đừng lo, những cặp đôi không thành công, chương trình cũng dành tặng cho các bạn sản phẩm đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove.
hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Thay đổi tất cả, thay đổi tất cả, kể cả những bản tính cũng như bản chất vì em. Khốn nạn nha luôn. Rồi, Cát Tường đã vào vị trí của mình rồi quý vị ạ. À, chào bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường. Rồi, nãy giờ nôn nao không em? Hồi hộp không em? Dạ, cũng có hồi hộp chị. Em nghĩ hôm nay bạn gái có vừa ý mình không nè? Dạ, chắc chắn em tin vào chương trình. À, tin vào chương trình. Rồi, bây giờ đợi chút xíu chị Tường sẽ mời bạn gái em vào nha. Dạ, hôm nay tự tin lên, một lát bạn gái vô phải nói lớn, rõ ràng, thể hiện bản thân mình nha. Dạ, ok rồi. Chị. Đây, ghế bên trái. Rồi, xuống. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Rồi, chào hai bạn. Em gái dễ thương quá, ưu tiên em gái nói trước. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào bạn kế bên. Em tên là Bích Ngọc, 27 tuổi, quê quán của em là ở Quảng Trị. Em hiện tại là nhân viên văn phòng. Còn em trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn gái kế bên. Em là Mạnh, Phạm Đình Mạnh. Hôm nay là 29 tuổi. Mạnh? Dạ. Có mạnh không? Có, mọi thứ đều mạnh. Em làm về thiết kế đồ họa, thiết kế hình ấn. Mình làm cho ai? Mình làm tự do. À, làm tự do, làm cá nhân mình luôn. À, điểm mạnh, điểm yếu của Mạnh là gì? Rất am hiểu về công nghệ. Rồi. À, em có khả năng nấu ăn, có thể sửa tất cả các thiết bị điện trong nhà. Về các mối quan hệ xã hội á, em thường có ít. Tại vì em không có khả năng uống được rượu bia. Không luôn hay là ít? Tức là em chỉ uống được một chai một là xỉn rồi. Chai là xỉn rồi. Nên là chỉ thường uống là một ly hoặc hai ly. Lát nữa ra mời bạn làm chai, nhà hàng này bán. Còn bên em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Tự tin, chủ động, dễ dung hòa. Nhiều lúc em vì người khác nhiều quá, như cái đó người ta gọi là khổ tâm đó chị. Là mình suy nghĩ cho người ta nhiều quá. Cái đó gọi là bao đồng. Hay lo. Lo cái gì? Em không biết nữa, em hay lo lắm. Lo bâng quơ vậy đó hả? Nó dụ sáng ngủ dậy, không biết là hôm nay là mình đi làm có chuyện gì không? Giống như người ta gọi là sợ chết đó chị. Sợ chết đó chị. Sợ giờ giống chị quá vậy. À, bây giờ thì sẽ hỏi về tình trường. Em thì mấy mối tình? Có một mối tình nhưng mà chia tay cách đây là 5 năm. Lý do tại sao chia tay? Ở đó là em đi bộ đội thì bạn xin mật khẩu Facebook thì em có tán gẫu với những bạn khác trên Facebook là. Còn bạn đã thấy? Dạ vâng. Mà em có ý đồ gì không? Không có ý đồ gì, cũng chỉ là đi bộ đội buồn quá phải không? Dạ vâng. Có đi bộ đội nha, đi bộ đội được bao lâu? Đi bộ đội 18 tháng. Hèn chi thấy có vẻ chắc chắn ha. Sạm ha. Được. Sạm là do em đi nắng em mạnh đang mạnh. Rồi hiện giờ em đang sống với ai? Tại em đang ở một mình ở quận 12. Ở mình buồn không? Cũng buồn chị, nhưng em có nuôi một con chó. Hả? Dạ. Chó đực hay chó cái? Chó cái. Chó thì mua nuôi vậy thôi chứ không phân biệt. Thì khi mà công việc căng thẳng thì em cũng dắt chó đi dạo. Rồi tối về ngủ chung với chó luôn hả? Dạ không, ngủ riêng. Em nuôi là chỉ để khi mình căng thẳng quá thì mình có cái chửi để ra. Trời đất ơi, nuôi chó tao để yêu thương ông nuôi chó, lúc căng thẳng ông kêu con chó ra ông ngồi ông nói chuyện với nó hả, ông chửi nó hả? Dạ như vậy là đỡ hơn là hả? mình ngồi nói một mình chị không? Là kêu con chó ra ngồi đó bắt đầu chửi nó. Dạ vâng, thường như vậy. Vậy luôn á hả? Giờ nhìn cục này nè, đó nó con chó đó, rồi chửi nó đi, chửi nó đi. Nó khốn nạn lắm chị, cứ mở cửa là nó sẽ bay vô nhà nó đi vệ sinh. Chửi nó đi, chửi nó đi, coi như nó chửi nó đi. Chửi đây nghe nó kỳ. Kêu nó bằng gì, mày hay là gì? Lu rồi chửi lu đi. Khốn nạn lắm nha lu. À, nó hỏi tao làm gì mà khốn nạn, rồi chửi tiếp. Thường thì em chửi nó không có được tự nhiên lắm, chửi nhiều khi mình để xả stress nên là nói nhiều cái. Thì xả đi, bữa nay bị stress đó, bữa nay stress dữ lắm nè, bạn gái không có ấm nút đâu, không có hẹn hò đâu, stress lắm, về chửi con lu nè. Một lát nữa về mở cửa ra là con lu nó nhào nhào vô, đang bực mình mà nhảy vô liếm liếm mặt nè, bực mình chửi nó nè. Mày khốn nạn lắm nha lu, tiếp. Đi ra, đi ra. Nó nhào vô hoài nè, nó bu 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 hoài nè. Quất cho nó một đá. Quất cho một đá nè, trời thằng này giả man quá. Rồi sao nữa? Thì nó chạy thôi, chạy ra ngoài. Trời đất ơi. Nào buồn mình lại gọi nó vô vút ve thôi, chứ không phải lúc nào cũng là đánh nó. Ủa, rồi tới hồi có bạn gái có vậy không? Lúc vui thì đem bạn gái vô vút ve, rồi còn lúc nào bực mình thì kêu nó ra chửi. Cái đó chắc cũng có. Hả? Chửi bạn gái luôn hả? Thì ví dụ mình không vừa lòng gì mình phải nói vậy. Nói thôi, chửi con lu thì được, chứ bạn gái thì đừng có chửi. Dạ dạ ok chị. Ai mà dùng từ chửi?
Rồi bạn gái nhào vô đá nó ra luôn hả? Không. Vui thôi, hơi căng rồi. Cái vụ mà nói chuyện với chó em thấy ổn không? Dạ không. Dạ không. Ở nhà em có nuôi con gì không? Phòng trọ, dạ không. Thật ra nuôi chó vui lắm nè. Không, ở nhà thì em có nuôi. Mà đó chị ở một mình chị cũng có nuôi con mập. Là nhiều khi tối thì sợ ma nữa. Cái là mình kêu nó vô, kêu lên nằm chơi vuốt vuốt da. Trời ơi, nó hiểu hết á. Dạ. Có một cái người bạn tâm sự cũng đỡ buồn. Nhưng chó mà... của em nó sợ ma lắm. Trời ơi, cái gì vậy? Chó mà sợ ma. Trời ơi, đang chuyện tình yêu mà nó qua tới con chó luôn nãy giờ đó hả? Về lại, tình yêu sao cưng? Dạ, em trải qua hai mối tình. Gần đây nhất là chia tay hồi tháng 9 năm ngoái. Quen nhau trong vòng 6 tháng. Quen có 6 tháng à? Rồi lý do sao chia tay? Dạ, bạn đó định cư ở ngoài quê. Còn em thì lại muốn sống trong này. À, rồi được rồi, thôi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai là người như thế nào? Phải có bản lĩnh và chí hướng trong cuộc sống. Bạn này được rèn luyện trong quân đội rồi, chắc là một người có bản lĩnh đây. Dạ, và phải có công việc ổn định, cao trên 1m7. 1m63. Có 1m63 à. Được không? Dạ không. Sao vậy? À, tại vì em thấp rồi em cần phải người cao hơn, thì sau này F1 của em nó tốt rồi, hơn. Sai nữa. Không, nhưng mà ba em cao lắm, em có cái ghen trội. Cái chuyện nó cũng không quan trọng. Người đó yêu thương mình, tốt với mình, nhiều cái nhìn nó hợp gu với mình là được rồi. Còn cái chuyện cao hay không á, mình sẽ hỗ trợ bằng dinh dưỡng, tăng trưởng chiều cao thiếu gì. Suy nghĩ vậy là sai. Hợp nhãn với lại cái không hút thuốc. Không có hút thuốc, không có rượu bia gì hết đúng không? Dạ vâng. Em uống được không? Dạ em uống chắc tầm 3 chai. 3 chai là giết ông này bỏ túi rồi. Thì mình thử đi, đúng không? Em có ý định là lập nghiệp ở đây luôn không hay là sẽ về quê? Em sẽ lập nghiệp ở đây đó, tại vì Sài Gòn nó sẽ năng động hơn. Tại vì cái lĩnh vực của em cũng rất cần công nghệ mà, phải không? Dạ, phải ở rồi. Nơi là phồn hoa đô hội đúng không? Dạ đúng rồi. Công nghệ phát triển đúng không? Được. Có nhà trên này chưa? Nhà thì chỉ có Vũng Tàu thôi. Nhưng mà nếu mà bán ở đó, mua lên trên này mua thì cũng đủ khả năng. Nhà của ai mà bán? Nhà của em. Còn ba mẹ? Ba mẹ thì ở Đồng Nai. Mà em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chấp nhận hết mấy cái tật xấu của em là được. Tật xấu gì? Nói thử vài cái xấu nhất thôi. Ghen. Ghen dữ không? Chắc cũng bình thường bao nhiêu người khác. Rồi. Thường thường là em không có kiên trì ở trong cái gì đó. Ví dụ như em, đôi khi em thích làm một cái gì đó, em sẽ bỏ ngang. Nếu mà có cái ý tưởng thiếu khác. Cái sự gọi là... Kiên định. Kiên định, đúng rồi. Với lại là thích đi chơi, rất là thích đi chơi. Ví dụ có bạn gái, có chịu đi với bạn gái không? Có dắt bạn gái đi không? Hay là vẫn chắc thích đi là, mình? Chắc chắn là phải dắt bạn gái đi. Thì vậy cũng được, em muốn đi em dắt bạn gái đi chứ đi mình là thua à. Ngoài cái việc là sẽ chấp nhận em còn gì nữa không? Em này hiện tại em đang khởi nghiệp nên là em cần một người có thể hỗ trợ em. Hỗ trợ là hỗ trợ như thế nào? Trong công việc thôi chị, dù bên kinh doanh cũng được, kế toán cũng được, hoặc là như thế nào luôn. Bây giờ mình sẽ đoán xem đi. Đó, em đoán thử coi cô ấy là ai. Rồi đưa cái hình của em coi. Kiếm đi. Chàng trai Vũng Tàu hay đi tắm biển cho nên đen. Được chưa? Rồi. Thế chị. Rồi giữ nguyên để đó đi. Đâu? Cổ đâu? Cho người ta cái đặc điểm nhận dạng coi. Dạ tóc ngắn. Hai cô ngắn, hai cô dài. Này ai cũng tóc ngắn. Tìm ra chưa? Đơn giản quá mà. Chắc cô này. Rồi giữ nguyên nó đi. Bây giờ chúng Cát Tường sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn có thể trò chuyện với nhau một cách dễ hơn ha. Rồi. Ten ten ten. Em chào anh. Dạ, anh có câu hỏi gì về em? À, nãy chưa nghe rõ là quê em ở đâu. Dạ, quê em ở Quảng Trị. Quảng Trị. Quảng Trị, bên đây Vũng Tàu. Sao đoán đúng hết phải không? Chúng ta sẽ ăn với nhau nha. Chương trình mình là hẹn ăn trưa cho nên các bạn sẽ được ăn với nhau. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện trực tiếp với nhau nhiều hơn. Xin mời cho đồ ăn vào. Trời thơm quá. Thưởng thức cái món cà ri gà của nhà hàng East West Brewing nha. Vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau. Hồi nãy giờ cái gì mà chưa nghe rõ hoặc muốn tìm hiểu kỹ cái gì nữa thì mạnh dạn nha. Tường cho hai bạn 5 phút thôi nha. Vừa ăn vừa trò chuyện, chị Tường sẽ quay trở lại. Đồng ý không? Rồi mời hai bạn. Dạ em ơi. Anh ở có gần biển Vũng Tàu không? Không, anh ở trên này. Quan điểm của anh như thế nào về một người một đàn ông tốt? Thường thường một người đàn ông tốt thì thường phải lo được hết cho vợ mình. Lo như thế nào gọi là lo hết? Lo được hết tất cả khoản về hạnh phúc gia đình cũng như về tài chính. Theo anh như thế nào gọi là hạnh phúc gia đình? Thì vợ mình phải luôn được vui vẻ là ok. Anh dành rất nhiều thời gian lo cho công việc, dành thời gian nào thì anh dành cho gia đình? Đúng là hiện tại là anh gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Một ngày anh làm bao nhiêu tiếng? Vì anh làm tự do nên là anh không có sắp xếp được
không có sắp xếp cái việc là ngày anh sẽ làm bao nhiêu tiếng, làm khi nào xong việc thì mới dừng. Trễ nhất một ngày anh làm là đến khi nào? Khoảng 10, có khi làm xuyên tối luôn, cho tới sáng. Xuyên tối luôn, vậy thời gian đâu mà hẹn hò nữa? Tại vì anh làm tự do mà, nếu mà mình tính tới hẹn hò thì anh sẽ sắp xếp được cái đó. Anh thiết kế website là có một công ty nào đó thì anh viết website, thiết kế website và anh sẽ thuê các bạn content, viết bài. Giờ có sẵn những bạn cộng tác viên thì thường anh sẽ thuê cộng tác viên là những bạn sinh viên, anh sẽ viết bài giúp anh. Trường hợp là khách hàng cần yêu cầu cái mục đó thì anh sẽ... Nếu như mà bạn gái lại không thể hỗ trợ anh trong công việc được, ví dụ em là nếu như em là bạn gái đi thì em vẫn muốn có công việc riêng của em, hai người có công việc độc lập khác nhau, thì sao anh suy nghĩ như thế nào? Công việc độc lập thì cái đó anh cũng không có nhất thiết là bắt buộc bạn gái là phải làm theo mình, nhưng mà bạn gái có thể hỗ trợ anh ngoài giờ chẳng hạn, đi chơi nhiều rồi chẳng hạn, thì một hai buổi có thể hỗ trợ anh về cái sale chẳng hạn, sale web. Tại vì nếu như em làm công việc của em thường rất là áp lực, xong rồi em lại về trễ, áp lực thì nghỉ đi về làm với anh, nhưng em lại không thích, tại vì áp lực công việc em chịu được nhưng mà áp lực con người em không chịu được, và em lại muốn có một công việc riêng của mình. Thật ra đó là em đó là vẫn chưa có kinh nghiệm. Thường á chỉ có đàn ông á sợ bạn gái làm chung với mình, sợ vợ làm chung với mình không có cái thời gian được thoải mái, được riêng tư. Chỉ có phụ nữ mới thích quản lý đàn ông. Mà mình hai bạn là vì còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm nên mình mới tranh luận. Chưa yêu mà mình đi tranh luận những cái vấn đề như vậy nó thì chắc chắn là sẽ không thể yêu được. Đó lý do em nói em quen trên mấy bạn trên Facebook mà em cứ trao đổi như vậy là không có được. Quan trọng là yêu đi cái đã. Chị nói cho em nghe, khi mà em lấy được vợ về rồi đó nha, chị đảm bảo với em, vợ tính toán còn kỹ hơn mình nữa. Rồi tự động người ta sẽ muốn quản lý cái công việc của em. Để chi? Vì nguồn thu đó là nguồn thu của cả hai vợ chồng. Mặc dù bây giờ cổ nói là cổ muốn làm một mình, em hiểu ý chị nói không? Lúc đó tự động người phụ nữ em khỏi yêu cầu. Chị sợ lúc đó là em không muốn, em bị siết quá, em không có thời gian riêng tư đó, em không muốn vợ mình quản lý thôi. Chứ bây giờ em yêu em khỏi cần đòi hỏi cái đó, em cứ để cổ làm việc của cổ đi. Còn ngược lại tâm lý của bạn gái nè, có một cái độ chảnh nhất định. Chứ còn thiệt ra chị thề với em luôn, không có con gái nào mà không mê được chồng nuôi, không mê được phụ chồng, đi làm cực thấy bà nội. Cực thấy bà nội. Có người nuôi tôi đi tôi nghỉ. Không nói thiệt, hiểu ý cái tâm lý chưa? Rồi thôi bây giờ chơi thêm vài trò chơi cho nó vui đi. Yêu đi rồi tính. Em có thích đi xem phim không? Dạ thỉnh thoảng thôi. Thời gian rảnh em làm gì? Em chơi với cháu. Em đi shopping. Thích đi du lịch không? Dạ có. Ai cũng thích đi du lịch hết á, rủ đi du lịch đi chơi là người ta đi à. Ai cũng mê, ai rủ tôi cũng đi nữa. Rồi bóc một lá bài đi. Cái gì cười? Thử tỏ tình siêu lãng mạn, đối phương theo cách của riêng bạn, không lãng mạn bị MC phạt. Rồi tỏ tình đi, nhanh lên đi. Thí dụ như bữa nay trong người em gặp bạn gái này em thích không? Thích. Rung động không? Rung động. Thì em mới nói cảm xúc của mình. Anh có thể thay đổi tất cả, thay đổi tất cả, kể cả những bản tính thuộc về bản chất vì em. Chỉ cần em muốn, chỉ cần em cần thì bất kỳ nơi nào anh cũng có thể đến. Yeah. Sao em chấm điểm cho lời tỏ tình nó được mấy điểm? 6 điểm. Trời ơi, người ta nói vậy mà 6 điểm chứ thì cô muốn sao mới 10 điểm của nó, tôi nghe coi. Bất cứ lúc nào em cần, em muốn là anh sẽ đến. Tại vì này anh nói là anh dành thời gian cho làm việc từ sáng cho đến khuya luôn. À. Làm đến khi nào nó hết việc thì thôi. Lúc đó chưa có bạn gái. Thì cái bạn trai trước đây của em á cũng như bạn này là cũng lập nghiệp rồi cũng tự làm vậy đó, một mình vậy đó, rồi làm từ sáng đến tối luôn. Thế nên em nghĩ trong cái khoảng thời gian mà mình làm á và đi chơi nó sẽ bị chênh lệch. Bây giờ người ta tỏ tình nó nói là vì em anh sẽ thay đổi những cái gì em không muốn. Thôi vậy em nghe cô nói trai rồi chị. Em nghe cô nói trai rồi chị. Trai rồi chị. Trai rồi hả? Xui rồi, em gặp ngay cái người bị rồi, ta đạp vỏ dưa, thấy vỏ dừa ta cũng sợ rồi. Giờ sao đây, thôi kệ, có 6 điểm đỡ rồi đó, là cũng trên trung bình rồi em ơi. Nhưng mà giờ không lẽ em thích lấy bạn trai ăn rồi suốt ngày đi chơi với em không, ở bên cạnh em đưa em đi chơi không, tiền đâu mà sinh sống rồi nuôi con nữa. Có chí hướng làm ăn là lo mừng đi cô nương. Khi buồn bạn sẽ làm gì, có hành động gì bất thường không? Một là em ngủ, hai là em đi mua sắm. Ba là em chơi với cháu. Dạ. Hôm nay buồn thì chơi với chó. Vậy thôi, cuộc sống tẻ nhạt quá vậy.
Có khi nào khùng điên la hét bực bực buồn quá cho nó. Tại vì ở đây nó không có không gian chị. Tại vì cái Sài Gòn này nó chật hẹp quá, nó rộng lớn nhưng mà lại chật hẹp. Nếu như mà ở Đà Nẵng có biển á thì em sẽ ra biển hết. Vũng Tàu. Xa quá chị. Trời ơi chứ ở đâu biển, biển ở Vũng Tàu là gần nhất ở đây rồi chứ còn ở đây có cái biển nào tại gần. Tại vì ngày xưa em sống ở Đà Nẵng á, từ phòng trọ em ra tới biển nó rất là gần, đi có 5 phút thôi. À. Là chạy ra biển la phải không? Dạ. Thôi bây giờ một tuần mình dồn nén đi. À cái mình dồn nén cuối tuần mình chạy Vũng Tàu mình xả cũng được. Đi chơi đi du lịch. Ủa cái này cái gì đây? Chứ còn làm gì nữa không lẽ tặng tôi. Gửi em. Dạ em cảm ơn. Trời ơi thì á bây giờ vậy nè, cảm nhận của chị Tường á nha. Hai bạn là đều là một đôi bạn trẻ. À, bạn trai thì Tường thấy có vẻ là ưng rồi đó. Bạn gái là còn lăng tăng một số việc. Làm việc nhiều cũng tốt nhưng mà người ta là con gái mới lớn, người ta cũng muốn có cái tình yêu nó lãng mạn một chút xíu. Tại vì quan điểm sống của em muốn cái bạn nam còn lại á thì thứ nhất là phải có cái công việc riêng và em là công việc riêng. Hai người hai công việc khác nhau và làm về hành chính. Em thì em có thể chịu đựng được cái công việc áp lực của mình nhưng mà về cái cuộc sống gia đình á em không chịu áp lực được. Thành ra em muốn một người thấu hiểu, không có chửi mắng gì hết, không tranh luận, có nghĩa là mình phải tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà nãy em nghe nói chửi chó với chửi bạn gái nên em ớn. Đó là nói vui thôi. Khi mà giận thì anh sẽ im lặng. Cái việc mà em muốn làm là sắp xếp cái thời gian anh có thể hoàn toàn chủ động bất kỳ lúc nào. Tại vì anh làm chủ động về thời gian của mình. Đến với chương trình ngày hôm nay, gặp cô gái này em cảm nhận như thế nào? Nhận rất là tốt. Hãy nói cho cô ấy biết. Anh là làm muốn tiến thêm với em thêm một bước nữa. Để có thể có dành cho nhau một khoảng thời gian nào đó để mình trao đổi thêm những cái mà em cần, chắc chắn là anh sẽ làm được. Chị biết là bạn gái cũng còn lăng tăng nhiều thứ, nhiều cái suy nghĩ khát khao nhiều hơn về cái tình yêu. Người ta thẳng thắn thôi, khi 5 năm người ta không có bạn gái thì người ta là như vậy. Làm công nghệ rồi làm việc, mình chưa có biết cái cách nói cho nó nhẹ nhàng thôi. À, nhưng mà chị nhận thấy bạn trai là có cái sự chân thành và thật sự là mong muốn và khao khát được có một cái cơ hội. Thì bây giờ quan trọng là nhân duyên, quan trọng là cảm xúc nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. 1 2 3. Hết thời gian. À, một bạn trai theo chị đánh giá là rất đàng hoàng, rất được. Em có cảm nhận là bạn gái sẽ không bấm nút cho em không? Dạ có. Nhưng mà chị rất thích em. Em rất quyết liệt. Thậm chí em bấm mà em còn bấm sớm nữa. Giống như là cũng một lần nữa em muốn gửi cái thông điệp đến cho bạn nữ. Nhưng mà tuy nhiên chị đã nói chia sẻ rồi, có thể là bạn nữ chưa có chạm được tới cảm xúc của em. Lý do tại sao em không bấm nút? Tại vì em cũng đã từng quen một người thì cũng giống như bạn vậy đó. Cái gì cũng được hết nhưng mà người ta nói là đắp chanh, nó biết chanh có rịnh á. Thì khi vô rồi thì em mới thấy nó không phù hợp với mình. Nhưng mà em có nghĩ là liệu có bất công với chàng trai này không? Khi tự nhiên em áp đặt một cái bạn trai cũ lên một con người mới không, hoàn toàn. Em không hề áp đặt lên bạn trai cũ lên bạn trai này. Cái nhạc của em nó không có chớp. Thứ hai điện em không có giật. Ok rồi, mời hai bạn. Đã nói về cảm xúc thì không lý lẽ được. Sự rung động của con tim không thể nào Tường có thể tác động được. À, bạn trai này tôi tin rằng là cũng... không buồn nhé. À, mình có rất là nhiều người theo dõi chương trình, biết đâu có rất là nhiều bạn gái rất là mong muốn được kết bạn với em và chị tin rằng là em sẽ thành công. Còn em cũng vậy. À, hôm nay có thể mình chưa có cái duyên để mà trái tim mình chưa rung động, mặc dù chị thấy chàng trai này khá tốt nhưng không sao, có nhiều chàng trai khác, có những cái chàng trai mà họ sẽ dành nhiều thời gian cho bạn gái nhiều hơn, hợp gu với em hơn, hợp nhãn với em hơn, họ sẽ mạnh dạn đăng ký với chương trình để được gặp em. À, hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Thôi thì cũng vỗ tay cho bà Mai hôm nay một cái, mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ. À, quý vị đang theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh FPT Play. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh FPT Truyền hình. Và chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu trên kênh MyTV. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
thì đâu làm ăn được gì. Đi chơi nào. Anh về là chưa? Ngoài thị trường có vài đồn hai tóc không? Mời bạn nam. Đây rồi. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi, em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em chào tên bạn. Là Phương Nhi. Em năm nay 24 tuổi, em đang làm điều dưỡng ở bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Mình làm công việc đó được bao lâu rồi em? Em làm công việc này được 3 năm rồi. À, mời bạn nam giới thiệu. Chào chị Quyền Linh, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn bên ấy. Em tên là Khoa, 31 tuổi. Em là IT, quản trị mạng cho một công ty sản xuất về dây cáp ở Bình Dương. Đến từ đâu? Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Có hai lý do nho nhỏ. Thứ nhất là môi trường làm việc của em, khoa em làm thì đặc trưng là của người già. Mà người già thì đâu làm ăn được gì. Người già nào? Ai nói người già không làm gì được. Nói này đụng chạm nha, tôi cũng già nha. Em hơi khó tính. Trời, mặt vậy mà khó tính hả? Dạ, em gọi là khó chịu thì đúng hơn. Mọi người nhìn em lần đầu tiên thấy sao mọi người không có ấn tượng nhiều hay sao á. Cái lướt qua ngó nhỏ bạn thân cái bên rồi hết phim. Thì bé mốt đi, đừng có dắt nhỏ bạn thân đi theo. Bạn thân không dắt nó theo dắt ai giờ. Trời ơi, thì khổ ghê. Bạn nam, nghe bạn nữ giới thiệu nãy giờ em thấy thì sao? Bạn nữ chắc khó lắm, kiểu như là chọn về chọn người yêu đúng không? Thấy dễ ẹt à, mà sao của nó cũng khó là chị cũng không biết nữa. Còn cho mình hỏi kỹ xíu bạn nam là như thế nào? Em thì không thích quen trong người trong công ty. Chỉ thích quen người ngoài thôi. Mà công việc của em là tiếp xúc với máy tính nhiều, không có tiếp xúc nhiều người, nhưng giờ vẫn còn lập thân. Chưa có mối tình nào? Không có, giờ hai mối tình rồi. Hai mối tình? Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Kiểu như lúc đó em còn đi học, vừa học vừa làm, ít quan tâm đến bạn nữ nên từ lâu tình cảm nó xa dần. Bây giờ có thời gian quan tâm không? Giờ là em đã học xong hết rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì là khoảng 5 sau. Năm sau. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có ạ chị. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Vậy thì bây giờ em ước ao người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Một người cao khoảng trên 1m7, không mập, không ốm, cao ráo. 1m7. Dạ 1m7. Sao vậy, bên kia sao vậy? Lý do tại sao phải chọn từ 1m7 trở lên? Dạ tại em khoảng 1m59, mang đôi giày 7 phân thì khoảng 1m66. Một anh trên 1m7 thì em búi tóc lên khoảng 2-3 phân nữa là chắc vừa. Trời ơi, tính kỹ dữ vậy trời. Tính sao mà xa dữ vậy biết. Phải cao cao chút đi mới xuống. Ví dụ em bên đây anh thấp anh mới 1m50 rồi sao? Không lẽ gì cho anh về nha. Anh về là chưa em? Ngoài thị trường có vài độn hai tóc không? Nói đổ ngồi hộp hết trơn rồi nè. Em cũng là từng học về sinh học thì hai gen mà thấp á thì nó gặp có khi lại cao lên em. Biết đâu nó gen lặn nó hiện lên rồi hai sao? Hai lặn trội em. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nói là coi có đủ cơ hội ngồi đây không? Không có râu mà không có mụn. Anh trai không có râu sao? Ủa sao đàn ông phải có râu chứ em? Tự nhiên không có râu là thì cạo thôi. Lại tôi coi con này coi. Không có râu là sao? Gì kỳ vậy? Con trai thì phải có râu, đôi khi cũng phải có mụn chứ. Nhưng mà phải làm sạch. Ta nói là con trai không có râu là nó kỳ lắm á. Nhưng mà giờ người ta thích không có râu. Giờ tôi thích vậy sao giờ? Không có râu. Khó. Không rượu bia, không cờ bạc. Em thì là không hút thuốc. Với lại rượu bia thì dịp đặc biệt mới uống. Rồi, còn gì nói hết luôn đi em. Dạ, biết nấu ăn. Biết không? Em biết nấu mì gói được mà. Sao kỳ vậy? Bên đây cô nói sao kỳ chuẩn vậy? Chuẩn bị về anh ơi. Bạn ở đây mồ hôi đổ ướt áo. Hay da, khó quá. Giờ không biết đứng bên phe nào đây nữa. Mà em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Để nói cho bên kia ta nghe coi người ta có hợp không? Đang ta cố gắng nè. Ưu điểm của em thì không có nhiều. Em hay cười, em thích chăm sóc người khác. Rồi. Khuyết điểm thì nhiều lắm. Em nấu ăn không có được ngon. Ăn được thôi. Bởi vậy em yêu cầu bạn nam biết nấu ăn. Để em nấu ăn dở quá, bạn đó cũng nấu được cho em ăn. Thì em không biết nấu ăn thì em đi học nấu ăn đi. Em có thời gian đi học thì đâu có bắt bạn kia. Thì bạn kia cũng bắt đi làm vậy, tự nhiên bắt ta đi học, mình không đi học. Hai thằng đều đi học đi. Hai thằng đều đi học. Hai thằng đi học nấu ăn nha. Em không biết nấu ăn. Thì nó rủ hai thằng đi học nấu ăn kìa. Không thích. Vậy giờ đi về. Thì không, thì có thể là về nhà mẹ em có thể chị cho bạn. À có nghĩa là làm dâu phải không? Hỏi cái coi chịu làm dâu không nữa.
làm dâu được không? Miễn là bên đó chấp nhận được cái thời gian làm việc thất thường của em thì không sao. Hiểu rồi, cũng nhiều khi tăng ca đồ trực ban đêm á phải không? Thường xuyên. Thường xuyên. Dạ. Khó quá. Tăng ca. Đúng rồi. Nếu mà khi yêu thì mình phải chấp nhận cái nghề của bạn đó. Cũng được đúng cũng không? Được, dạ. Mình thích người phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ về kiểu gia đình, không thích phụ nữ kiểu xe xua đua đòi, hoặc là đem cái chuyện riêng tư của mình lên xã hội để kể cho tao nghe. Dạ. Không có đẩm vậy đâu. Khó lắm, nhiều người giờ đem dạ. chuyện riêng tư mình đem Facebook. Dạ, Facebook thì em kết kết. Anh nói em hả? Ủa sao em nói chuyện bắp 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 vậy, mình bị cao lắm. Nói một câu dài chứ coi. Lúc hả? Em buồn em làm gì? Nghe nhạc. Nói câu dài dài chút coi. Thôi nghe nhạc được rồi chị. Lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì em đi dạo. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Được. Hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Bây giờ phải nói ra cho bên đây người ta nghe, người ta hấp dẫn người ta mới chịu. Cô này cũng khó lắm. Theo như chị nói thì là đâu phải là lấy người đâu mà là lấy của đúng không? Không có của thì sao mà lấy vợ? Chắc chắn phải có mới lấy được chị. Thì có cái gì? Thôi chị khó, chị hỏi em khó à. Thằng gái rồi hỏi quá. Khó rồi, khỏi quá. Tôi có gì tôi giấu chút lại giờ tôi nói có năm ngày giả. Chưa có gì trơn á. Ai nó có gì tôi có hết trơn rồi đó, tôi để ở nhà đó, ba mẹ tôi chuẩn bị hết rồi đó. Thôi bây giờ mình nói chuyện người thân đi. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với thằng bạn Thành. Thằng nào? Thằng bạn Thành dưới vậy, ngồi dưới. Bên kia nó tại... hai thằng đi học. Bên đây nó đi với thằng bạn. Chào thằng bạn thân. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Mình tên là Nguyễn Trường Hải, mình là bạn thân của Khoa. Thì Khoa là một người rất là thân thiện, dễ gần gũi. Đó là cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm là trong giao tiếp thì Khoa hơi nhút nhát một chút. Nếu như bạn nữ mà ưu tiên về chiều cao á, thì có thể là bạn sẽ bỏ qua người bạn nam có thể giúp bạn đi đến hạnh phúc. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Bạn gái có người thân đi theo không bạn? Có mẹ, chị họ, rồi mấy bạn đồng nghiệp nữa. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Hôm nay mình đi theo con gái đến đây. Nói chung á thì nó thì cũng không có gì gọi là khó tánh đâu. Có một cái là do cái công việc, rồi một phần á là do là bé nó mất ba sớm, thành ra khi nó va chạm với cuộc sống sớm quá, thành ra cái suy nghĩ của nó đôi khi nó hơi cứng nhắc một chút xíu. Theo tôi nghĩ á, thì coi như là cái chuyện vấn đề tình cảm thì thôi cứ để cho hai đứa cứ theo con tim của mình mà phán đoán đi. Yeah. Không có nên cứng nhắc quá trong vấn đề đó. Dạ. Yeah. Con nhận xét bạn trai bên kia như thế nào ạ? Nói chung là được. Cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh, không có vấn đề gì. Tùy theo cái cảm giác yeah. của con khi mà quay lại hai đứa nhìn nhau thôi. Dạ. Yeah. Yeah, mình rồi. Sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô. Đó, mẹ nói rất là hay, thấy chưa? Thôi, mình cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo màn lên. Nhớ nghe lời mẹ nhớ cứng. Rồi, hai bạn. Chào anh ạ. Hy vọng em xin giới thiệu người. Cảm ơn. Anh nói anh làm việc ở Bình Dương. Vậy thì mình sáng đi chiều về hay là sáng. Sao ạ? Anh đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Mà anh không về khuya đâu. Công việc của em đó, một tuần mình phải trực đêm tới 2 ngày lận. Như vậy thì anh có chấp nhận được không ạ? Đối với anh, quan niệm tình yêu là nghiêm tôn trọng và chấp nhận những gì cũng thuộc về người yêu. Vậy còn bên gia đình anh thì sao? Đối với một cô con dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không làm được việc không nhà, cơm nước cũng... Có làm, nhưng mà sẽ không có thường xuyên như những công việc văn phòng. Thì bên phía gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Không, gia đình anh thì... bố mẹ cũng dễ tính, lúc đầu thì khó nhưng mà thấy anh lớn tuổi thì là trở nên dễ tính trở lại. Yeah. Em cứ yên tâm. Khi anh đã chấp nhận thì ba mẹ anh chấp nhận là sẽ chấp nhận. Về nữa giặt đồ cho vợ được không? Cái đó khi nào em rảnh thì em sẽ làm. Ủa lần sau? Em rảnh em làm không? Em rảnh không làm hả? Em đi làm sao em giặt được anh? Công việc IT á, nó có bận rộn lắm không ạ? À? Công việc IT của anh là không phải là IT phần mềm. Anh là quản trị mạng với lại phần cứng. Nên là nhiều khi là rảnh rỗi lắm. Vậy có nghĩa là rảnh, không có bận. Đúng rồi. Là làm việc nhà được. Và là... Cài hàng. Đúng không? Đúng. Dạ. Anh nhận xét gì về em? Nụ cười của em dễ thương. Anh thích nụ cười của em. Và nếu mà em chấp nhận bấm nút á,
thì anh sẽ là một bờ vai tự bình yên mỗi khi em làm việc về một mệt mỏi. Nói có hơi dấp nhưng mà cũng rất là tình cảm. Bạn nữ cảm nhận như thế nào về bạn nam? Cảm xúc ban đầu thì cũng không thể nào nói rõ được, nhưng mà nhìn chung thì ổn. Rồi, cảm ơn em. Vậy được rồi, nhìn chung ổn là được rồi. Thôi nhá, ổn là thấy được rồi đó. Nào, để tay bấm đi bạn trai. Đồng. Bây giờ trước khi bấm thì cái gì vậy? Kiếm gì đâu đây vậy? Nút sửa ghế hả? Nút. Đây là nút để đây nè. Bây giờ trước khi bấm á, thấy con mẹ ngồi đó, mẹ tương lai đó. Nói gì một câu với mẹ. Chào bác. Nếu mà bạn nữ mà chấp nhận con thì con sẽ xem bác như là mẹ ruột của con, chấp nhận như mình. Rồi. Suy nghĩ kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đó, bây giờ đó bạn đó bấm nút rồi đó. Nãy hứa rồi đó. Bây giờ kêu đi. Chưa. Kêu rồi. Bấm rồi. Nè, bạn gái, sao chưa, bạn gái chưa nắm tay lần nào, giờ nắm tay bạn gái thử rồi. Em. Xin mẹ. Xin bác cho con nắm tay mà. Mai mốt mà có hùng bạn gái cũng xin mẹ trước nha. Lỡ không có đó sao? Xin trước, xin trước, bây giờ xin trước đi rồi nữa không sao. Bác cho con xin trước nha. Mai mốt có gì ba có dịp không? Dịp. Có dịp. Có dịp không hả? Thôi, đây. Đây là chiếc ghế xem phim ha. Mong rằng những cái gì nãy giờ mình nói trở thành hiện thực. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cố gắng lên nha. Đưa bạn gái đi chơi đi. Rồi. Dạ em cần một người có bản lĩnh với lại có đôi mắt đẹp. Chỉ cần đôi mắt đẹp thôi, còn mũi miệng xấu hết. Không, dễ thương mà. Mình xin phép khi nào có điều kiện có cơ hội con hùng. Nói giờ hồi đó giờ có nào anh xin vậy chưa? Thì xin dễ gì cho. Vậy là thành công rồi. Như vậy chúng ta đã rất là vui khi mà cặp đôi đầu tiên hẹn hò nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến với cặp đôi thứ hai, xem họ sẽ có những cảm xúc như thế nào trong lần gặp gỡ đầu tiên. Xin mời Hạ Mang. Rồi mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bạn nam làm cho nó sơm tụ nào, giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và tất cả quý vị ở đây. Tôi tên là Võ Hoàng Vũ Huy. Năm nay tôi 24 tuổi. Quê tôi ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Làm nghề gì? Dạ em làm về kỹ thuật máy tính. Mời bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Cương. Sở thích của em là soi gương, cũng hay yêu đơn phương. Dạ năm nay em 23 tuổi. Em là sinh viên mới ra trường. Bạn bè nói em cũng dễ thương. Còn thầy bói nói em tên Kim Cương, mà mang họ Tô nữa, là Tô Kim Cương. Nên anh nào yêu em chắc chắn sẽ rất sung sướng. Quá ấn tượng, quá xuất sắc. Em quê ở đâu? Dạ em ở Sóc Trăng. Lên đây bao lâu rồi? Dạ 5 năm. Rồi bạn sẽ đi tìm một người yêu thế nào? Dạ em cần một người có bản lĩnh với lại có đôi mắt đẹp. Chỉ cần đôi mắt đẹp thôi, còn mũi miệng xấu hết. Dạ thì cũng hài hòa với khuôn mặt đó chị. Dễ thương, duyên dáng, ấn tượng. Sao ế? Em có yêu đơn phương một người hồi năm lớp 11, 6 năm. Yêu đơn phương 6 năm? Dạ. Cái người đó biết không? Dạ biết. Có yêu lại em không? Mà yêu 6 năm. Trời gì dai dữ vậy, một năm mà không được thì mình đi tìm mối khác chứ em. Một phần là môi trường học của em là trường văn hóa. Con gái rất là nhiều, con trai ít. Em thấy sao em trai? Em thấy thú vị. Thú vị hả? Bạn gái đó đặc biệt. Bạn ấy đang đi tìm một cái người có đôi mắt đẹp. Còn mình muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình cao khoảng 1m6, dáng người cân đối là được rồi. Tính tình thì lễ phép với mọi người, biết cư xử rồi, đừng có bảo thủ quan điểm cá nhân quá. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì hai mối tình chính thức. Còn những mối tình lẻ tẻ thì khoảng nhiều không? Cỡ 7-8. Hả? Bạn nhiều dữ vậy hả? Một mối tình rất là lâu, 6 năm và đơn phương đó. Có lẽ bạn về kinh nghiệm tình trường hay hơn đúng không? Vậy thì bạn còn cái gì mà chưa hoàn thiện đối với tình yêu? Có
Còn cái là hay vô tâm. Hay vô tâm đó, cái này rất là vô quan tâm là không được rồi. Phụ nữ người ta thích người bạn trai phải là quan tâm chăm sóc với người ta, chứ em vô tâm là thua rồi. Vậy em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào? Một người có lý tưởng sống nè, có công việc ổn định. Em ghét nhất là lăng nhăng với lại gia trưởng. Không thích lăng nhăng với gia trưởng. Bạn trai có lăng nhăng với gia trưởng không? Không hề chị. Chào em. Bây giờ anh hỏi nè, một người đàn ông chăm sóc cho em rất là kỹ, yêu em rất là nhiều, chiều em rất là tốt, nhưng đôi mắt xấu quắc thì sao? Xấu quắc là sao? Nó xấu mà còn quắc luôn á. Thì sao? Thì cái đó có thể xem nha, anh ấy có đối tốt với em không thì bỏ qua cái chi tiết đôi mắt đi. Giờ thí dụ như không có đôi mắt thì em cần yếu tố gì nữa? Bạn đó có thể thích thể thao với em cũng được. Ồ, đơn giản. Bạn thích thể thao không? Anh thích đá banh lắm em. Anh đá banh còn anh lâu. Anh thế nào vậy? À, Real Madrid. À, đối thủ rồi. Rồi. Em là fan hùng xám anh, Bayern Munich. Anh là đội tuyển Việt Nam. Sở thích của em là gì? Sở thích của em là chơi thể thao, viết nhật ký. Viết nhật ký? Viết được mấy cuốn rồi? 5 cuốn. Viết gì trọng? Ôi, nhật ký sao nói chị? Nói chứ, hồi đó chị cũng hay viết nhật ký lắm. Nhưng chị viết nhật ký có mục đích không à? Chị viết cho ai làm bộ chị để cho người ta coi. Đúng không? Mắt đẹp. Mắt đẹp mà diện xấu hết trơn. Xin lỗi, đàn trai cao sang lắm à. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Lè lẹt. Sao là lè lẹt? Ăn mặc nó màu mè mà nó không có logic. Nếu màu mè mà có logic thì có được không? Thì cái đó là đẹp rồi chị. Tại sao? Thí dụ như mè không có logic là sao? Vì trên đỏ dưới cam, dép xanh rồi này kia vậy phải không? Chắc em nghĩ vậy. Bao lâu như em tiến tới hôn nhân được? Em thì dự định là hết năm sau. Nhanh dữ vậy? Dạ. Đã chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị thì đầy đủ. Nó ai chuẩn bị? Cũng gia đình chuẩn bị. Về ở chung với ba mẹ hay là ở riêng? Ở riêng chị. Ở riêng là có nhà cửa gì chưa? Hay là ở thuê? Dạ, có nhà. Có nhà rồi. Nhà của em? Cũng ba mẹ để lại. À, cũng ba mẹ để lại. Đẹp trai mà làm gì ngốc. Tôi đang dòm đôi mắt thử cô có biết nói không, có truyền cảm xúc gì không. Mắt đó mà biết nói không là do đối tượng thôi chứ em không biết nói chắc mệt à. Tôi biết rồi, tôi truyền qua đây lại, truyền điện giùm. Nói chung là hôm nay trai tài gái sắc. À, khoan, bạn nữ khi nào mà tiến tới hôn nhân được? Dạ, 2 năm. Hai năm, nhưng mà bạn trai muốn năm sau rồi, ý em sao? Bạn bạn sao đi chị. Rồi ok, hôm nay mình đi có bạn, có người nhà đi theo không? Dạ, em có bạn thân. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Thân cỡ nào bạn? Không, tụi em chơi với nhau được 4 năm nay rồi. Vậy là hiểu nhau lắm rồi ha. Dạ vâng. Sao em thấy anh này mắt đẹp không? Dạ, cũng bình thường. Nhưng mà em thấy anh cao to, rất là body. Đúng với sở thích mà Kim Cương thích luôn ạ. Dạ, bạn... cảm ơn em. Bạn trai, trai bạn đi với ai? Dạ, em đi với chú và mấy anh đồng nghiệp. Chào chú. Mình là chú của Huy. Dạ. Bây giờ xin lỗi anh Quyền Linh với chị Cát Tường cho em hỏi... bạn bên đây được không? Dạ, dạ. Chào chú. Bây giờ nó luôn là Huy. Ba mẹ đã mất Huy lúc Huy còn nhỏ. Dạ. Cho nên Huy sống với chú tính ra là cũng mười mấy năm nay. Từ lúc Huy lên Sài Gòn chú sơ sống với chú ở đây. Chú nuôi Huy từ nhỏ đến lớn. Ba Huy xưa cũng là một cán bộ. Rồi bệnh mất. Rồi mẹ Huy cũng mới mất đây được 3 năm rồi. Dạ. Cũng mới vừa 3 năm xong. Thì muốn nói cháu biết là vấn đề là như vậy. Dạ. Đấy. Còn vấn đề Huy, cha mẹ không còn chứ vẫn còn chú, còn bác, còn cô. Và Huy còn một người chị đã có gia đình. Cho nên không biết là cháu suy nghĩ với Huy như thế nào rồi. Quan trọng là hai người có hiểu nhau với lại mình có đồng cảm hay là chia sẻ với nhau đi tới đích hay không. Nếu cháu nói vậy thôi thì chú rất yên tâm. Dạ. Chú cảm ơn cháu. Dạ, con chào chú. Cảm ơn chú. Xin chia buồn với Huy nha. Thôi cái gì nó qua rồi. Quan trọng mình sẽ tìm được một cái nửa yêu thương của mình để cùng về chia sẻ trong những lúc buồn vui. Hay, bây giờ mình sẽ gặp nhau đi Huy nha. Dạ. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có vài phút để cảm nhận về nhau. Ừ. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn em. Anh nghĩ sao về em? Quá lộng lẫy luôn. Lộng lẫy nhưng mà không có lè loẹt nha. Đôi mắt sao em? Nói chung không đến nỗi xấu. Ok, không đến nỗi xấu là cũng được. Anh có tập gym không? Không. Không hả? Anh chỉ thích đất với chơi thể thao thôi chứ tập nó người nó bự bự kỳ.
Anh thích được nhiêu cái? Đó, 15-20 cái vậy không? Thua em rồi. Thua em rồi. Trời ơi. Em học võ mà chị. Ôi, có học võ nữa hả? Em học võ gì? Giờ hai bên đứng đất đua thử coi. Nhưng mà em hết được mấy cái? Em hả? Lúc trước thì 30, bây giờ nghỉ lâu rồi. 30 cái? Thì thầy bắt vậy á chị. Ủa, hồi đó giờ mấy bạn nam lên đây tôi bắt hết đất là 15-20 cái là hết sức rồi đó. Bây giờ còn hết được không? Em nghỉ lâu rồi. Nghỉ lâu bây giờ nhắm hết được cỡ nhiêu? Chắc 3 rồi. 30 mà xuống có 3 vậy. Anh có bài hát nào tặng em không? Anh hát dở lắm. Anh có gì tặng em không? Anh hết đất. Trời ơi, hết đất tặng. Chị hết đất tặng em trời. Chịu không em? Kiểm tra sức khỏe cũng ổn lắm á em. Sao em gái? Thì anh thôi. Hết mấy cái? Thì em, anh nhắm được nhiêu? Không, anh hết chừng 15-20 cái à, ngừng. Đừng cố nha. Chị từng đếm giùm em ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 chục. Được rồi, thôi đủ chuẩn. Hợp lý. Trời, chưa thấy ai lần đầu tiên tặng quà bạn gái quà. Cái này là em tự tặng nha, chị không có ép mà nha. Quà này lạ quá, chắc không đòi được quá. Thôi bây giờ mình tính cái chuyện hẹn hò lãng mạn, tính cái chuyện hôn nhân ở bên đây người ta đòi tới 2 năm đó. Mà sao thương lượng vô đó đi. Thầy em mới 23. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 24. 24. Thế cũng trẻ mà. Trẻ nhưng mà tại gia đình hoàn cảnh á, thế là anh cứ sống một mình hoài anh buồn. Trải qua cũng nhiều mối tình rồi, cho nên là xác định là hôn nhân luôn. Nhưng chứ mà em muốn đi chơi yêu, yêu dài dài cho lãng mạn. Ủa, em cưới về em yêu tiếp vẫn được mà đâu có gì đâu. Thôi đàn ông nói vậy chứ cưới về cái bắt đầu là hết chăm sóc người ta. Anh hứa em luôn. Anh hứa sao giờ, hứa lớn lớn, hứa đây có nhiều người em hứa coi. Anh đảm bảo với em là anh là một người đàn ông tốt. Nếu mà mình đến với nhau anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho em hết sức khả năng của anh. Và sẽ không để em thất vọng một cái điều gì. Sao bạn gái cảm nhận như thế nào? Thầy sau 3 giây sẽ biết chị. Thôi. Hết thời gian. Chờ 3 giây. Chúng ta biết kết quả sau 3 giây đi anh. Để tay gì nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 giây nhé. Lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Hãy sống thật với bản thân mình. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng hai bạn. Hôm nay có chú đến dự, tôi nghĩ rằng chú cũng rất là vui trong giây phút này. Nói gì với chú đi. Con chúc chú sức khỏe. Với lại cảm ơn chú đã nuôi anh Huy. Nên có bạn đang đứng ở đây là tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Huy nói gì với chú đi trong những giây phút này. Hôm nay có chú và các anh em đồng nghiệp tới tham dự thì thật ra em rất là vui mừng. Nhìn chú á, là một người rất là phúc hậu ha. Rất là tốt, phải nói là cảm ơn công nuôi dưỡng của chú rất là nhiều. Chú cũng mong muốn rằng hai cháu sẽ hạnh phúc. Nhớ nha, đừng có làm gì chú buồn nha. Hai con.